Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình airdrop ăn chia tổng giải thưởng là 5.000 đô top cần IOTX nè bạn, tên từ dáng quiz, nghĩa là chiến dịch trả lời câu hỏi nhận thưởng nè bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click vào phần link mô tả dưới video của mình, video đầu tiên follow Twitter nè. Rồi trên tờ Twitter của top cần Damo thì bạn theo dõi nè bạn, sau đó các bạn like nè, các bạn chấp nhận cho tôi quýt nè. Các bạn tăng 5 người bạn mình giao cho các bạn, các bạn tôi quýt lại nè, sau đó các bạn bắt up lên nè, tiếp tục công follow tờ Twitter của IOTX nè các bạn, rồi bạn theo dõi nha các bạn, xuống đây các bạn like luôn đi các bạn, các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục thì các bạn nhấp vào cái link form này nha các bạn, để mình qua bên đây mình dán vô đây các bạn. Rồi các bạn chạy xíu nha các bạn. Các bạn mở liên phong của đáp án thì mình để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn đó các bạn. Đáp án A đầu tiên là ADB nè các bạn. ADA. Mình chọn A nè. D nè. A nè. Tiếp tục là ADA BBD nè các bạn. B ADA BBD B, B, câu J nè các bạn. Để chúng ta đánh gọi lại cho chính xác các bạn, để chặn cái là tôi mạng lên. Rồi dòng đội tiếp theo thì các bạn điền địa chỉ username Twitter mình vào các bạn. Cái máy này sao kỳ vậy ta. A cộng Win V nè nó chính nè các bạn. Tiếp tục các bạn submit link Binbot nè. Thì bạn mở Twitter tất cả bạn ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài đầu tiên các bạn đã chia sẻ các bạn. Sau đó các bạn dán vào đây nữa các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với IOTX này nè các bạn. Thì IOTX này thì các bạn cần phải download về một cái app các bạn. Thì các bạn nhấp vào cái link này các bạn download về người ta các bạn. Download về app IOPay nè. Rồi mình hướng dẫn các bạn tạo ví và lấy địa chỉ luôn nha các bạn. Thì bạn mở app lên nè. Rồi các bạn bấm vào continue chấp nhận điều khoản của nó nè. Rồi các bạn bấm vào collect wallet này các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn đặt tên em thôi các bạn. Thì tên em thì các bạn đặt tên gì cũng được nha các bạn. Nem thì mình đặt tên IOTX luôn đi các bạn. Rồi bạn bấm next nha các bạn. Sau đó các bạn nhập mật khẩu nữa các bạn. Rồi bạn xác nhận mật khẩu nha các bạn. Rồi sau đó các bạn copy cái địa chỉ 3 giúp cây này nè các bạn. Và các bạn lưu một nơi nào đó đi các bạn. Để sau này các bạn khôi phục ví các bạn. Các bạn mà mắc các bạn 3 giúp cây này là gọi như là cái ví các bạn mắc các bạn. Để phòng tránh thì mắc điện thoại hay là cái gì đó thì các bạn nên lưu luôn các bạn. Rồi các bạn dán vào cái mã 3 giúp cây vào đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào view IOTX nè. Rồi ok, vậy mà mình đã có được cái địa chỉ IOTX rồi các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ này nè các bạn. Rồi các bạn dán vào cái đường phong này nè. Rồi bấm gỡ là xong nha các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình airdrop ăn chia tổng giải thưởng 5.000 đô top cần IOTX đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chúc tất cả các bạn may mắn và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.